Ai muốn chụp ảnh phải thay quy xuống đi ạ. Ba con nhà ăn quy xuống, phải thay ra cổ quay đẹp ạ. Quy xuống đi ạ. Đấy, ba con nhà ăn quy xuống, ta phải thay lễ ra được ạ. Quy xuống đi ạ. Ba con nhà ăn quy xuống đi ạ. Bà con bây giờ đang chuẩn bị là đánh lễ cho thầy, lại thầy xong thì ra. Để nghe mở cái lối đi cho sư chuẩn bị lên đường quý vị ơi. Giờ này 7 giờ rồi. Ba đi ra.
không đúng mà với chồng chị cứ chị cho mình bắt ở đây rồi đang chờ mấy sư kia thay đi sao không nên sát thầy nha. Nghe này con. Bên trai không nói. Bây giờ lên đường hả sư? Bây giờ lên đường quý vị ơi. Đây là sư Thanh Tạng đi đầu tiên. Đừng có chạm thôi. Không cắt kính mà em mang kính đen không được. Có hiện tại giờ trong đây là cánh đồng lúa rồi. Rất là đẹp luôn. Đi bên cạnh là cánh đồng lúa rất đẹp ha. Cái tướng vậy. Một cái mới. À bạn chậm. Một tí hướng thành phố Vinh đi. Và phí cho chúng đi. Đi đây là. À, nó cứ 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 cho sáng hả? Bị trong tháp bọc đầy túi không? Có cục sà bông phải không? Không. Sà bông còn kìa. Không ai lấy cho. Em bơ cái mọi người ơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
nhanh nhỏ lên chút anh em ơi. Đi ra quốc lộ là mình đi dẹp quốc còn nha. Mọi người ra quốc lộ đi dẹp còn vào thì anh em tôi bị nhá. Cái trước còn nhưng cái sau phải còn. Thế mình đi ra là đường hẹp cho nên đừng ngồi đi. Ra ngoài nha mọi người. Đấy. Rất là đông luôn. Đó, nối đuôi là khoảng gần một cây số.